Rồi, đây giả phụ cho chồng đến nhà rồi, chưa gặp hoàng thái hậu trong nhà. Trời cả nhà ơi, con biết lấy gì? Lính gia chị vợ giấy coi. Không có được, lính gia lính lên vợ lấy giùm cho. Tại sao chồng hiền dữ vậy? Lấy quý yến tự có phước lắm á. Rồi nào. Đáo quá. Hoàng thượng không kêu hoàng thái hậu làm giùm cho. Để mà hoàng thái hậu. Kêu hoàng thái hậu xuống làm. Má ơi, phải à, phải à. Phải. Má vợ khùng nó cặp chồng nó vợ la hoài. Vợ khùng cặp chồng nó vợ la hoài. Hình bông đâu má. Hình bông đâu má. Kêu má xuống trời. Ông cứu. Ăn không có ăn thì cũng kêu má. Đúng. Đúng giải nghiệp con nè. Hôm nay hơn chừng đến giải nghiệp cho anh bé ha. Hơn chừng cảm ơn chị Jenny Võ rất là nhiều luôn, cũng gọi là cũng tam tay giải nghiệp cho anh bé đó. Hôm nay cũng hoành tráng luôn nha. Nhớ mừng chừng là mua đồ bắt đầu set up là để cúng giải nghiệp cho anh bé mùng 3, mùng 7 rồi á, 15, 26 rồi đó. Anh chị về nhận quà nha. Đừng dạ. Có theo khóa anh bé nữa nha. Trời, dạ, để chồng quá hấp bệnh nha, là cho gia kiếm tiền với vợ nha. Ngày nào cũng ra làm với vợ nha. Là cái khúc này mới cần má nè, chứ bình thường khúc khác đâu có cần má. Khúc mà có vợ có con đâu cần má. Tại sao nó kêu má hoài vậy? Ủa má hoàng thượng đó, hoàng thượng trong nhà tắm à? Má hoàng thượng đang tắm hả? Ông đi cầu. Hoàng thượng khai sự thật rồi, hoàng thái hậu đi. Thôi ra cúng đi, khỏi cần hoàng thái hậu luôn, mình cúng trước luôn đi. Thôi. À, thắp nhang rồi quẹt làm cho hoàng thái hậu đi, tiễn tử công chúa. Rồi, có công chúa làm cũng được rồi, không có cần phiền tới hoàng thái hậu nữa. Thiên linh địa linh linh. Ba cây. Đấy rồi. Ăn cây luôn đi, kệ đi cũng cho hết luôn đi. Dạ lấy cho dặn ăn cây đi chồng. Dạ cũng luôn kìa. Lấy năm cây đi chồng. Cô hồn cắt đảng âm binh hồn dịch lộn hồn dịch lượt. Dạ nữa. Nóng da chồng thấu nóng da. Về lãnh trái cây rồi bánh rồi giấy tiền vàng bạc rồi đừng có theo khóe phá anh bé nữa. Để cho anh bớt hùng lại xíu. Sẵn đây hồi nãy em cũng có thả chim rồi đó, em cũng làm phước rồi đó, cũng hy vọng là âm binh hột dịch lộn hột dịch lửa và lạc quỷ ma trà trộn lương lẹo đồ á. Ok, tha cho em đi nha. Cái muối đàng hoàng thôi, không muốn ơi mã biết cũng biết hơn bà nữa bà cúng lắm á. Đây, set up cái bàn cúng mọi người ơi. Cái này thường thường người ta gọi là cúng tâm tai, cúng cho nó may bảy á, cho nó may mắn lại cái xui chịu. Những người mà đừng có vô nhìn nhỏ đúng không? Tội nghiệp bé. Không dài bé không có lúa gì hết. Bãi bé bị mà. Giải đi quý, quý giải cho chồng đi. Quý cầu gia chồng quý á, bữa nay là tháng 7 23. Cầu gia chồng quý sức khỏe giàu giàu nha. Giờ gia với vợ hợp tác làm ăn nha. Hai vợ chồng hợp tác làm ăn nha, không phải quý nhớ chồng quá. Ngày nào quý gia quý cũng nhớ chồng quá. Tại sao chồng bé cũng gia vậy, quý nhớ quá trời luôn. Là quý buồn quý cũng bệnh theo chồng bé luôn. Rồi bữa nay là cúng cho chồng bé nha, thả chim này kêu bản gì? Thả chim. Thả bồ câu cho chồng luôn. Cúng trái cây luôn, cúng bông luôn, cúng giấy vàng bạc luôn. Cúng cho chồng luôn. Rồi mai bắt xui xẻ qua hết rồi. Mai bắt đầu sức khỏe hên lại nha, sức khỏe giàu giàu nha. Phụ cho quý. Quý chồng quý hợp tác làm ăn mua mai bán đất nha, trong nước ngoài nước nhớ ông bên quý nha. Rồi kêu hoàng thượng ra đi. Kêu hoàng thượng ra. Hoàng thượng ra trái, hoàng thượng ơi. Hoàng thượng gì cũng không biết. Rồi nhớ ông bên quý nha. Quý ai ơi đập xưởng nha, cá đù lù nha, bánh trung thu nha. Tôm bò nha. Hoàng thượng đâu rồi? Hoàng thượng lấy gạo với muối ra cả nhà ơi. Trà nữa. Nhà không có trà đâu thôi. Gạo muối là được rồi. Hiền quá. Rồi kêu hoàng thượng ra đi. Hoàng thượng, ra đây hai vợ chồng cúng hoàng thượng. Giải đi hoàng thượng ơi. Trà vậy? Khỏi kệ đó, khỏi trà đi. Giải sao cũng chồng.
Dạ chồng gái đi chồng. Hôm nay là ngày móm cung đi, móm cung đi, nói đi. Hôm nay là ngày. Nói, hôm nay là ngày. Hả vô sai rồi. Bữa nay ngày 3 tháng 7. Con cũng tên đây con. Tên gì đó? Tên gì anh nói luôn. Con tên gì? Bé. Đinh Văn Bé hả? Phan Hoàng Dũng bà. Phan Hoàng Dũng bà. Bao nhiêu tuổi? 1979. Rồi giải đi, giải đi. Con hôm nay con thả chim bồ câu, cúng trái cây, tiền bạc mấy ông về lãnh cho đừng có phá anh Dũng nữa nha, cho anh bớt khùng lại nha. Chùa chín phương trời 10 phương Phật. Tứ phương luôn. Đúng rồi. À, hoàng thượng cúng rồi. Cho hoàng thượng làm ăn cho phát tài phát đạt. Không phải ba ta tên Phan Hoàng Dũng kêu bé. Rồi. Phan Hoàng Dũng hả? Rồi. Anh bé ơi, thả chim anh bé ơi. À hoàng thượng thả chim. Hoàng thượng phải giá chim mà con thả chim này. Hay quá vậy trời. Rồi giải nghiệp cho con, chúc mọi chuyện làm ăn tốt đẹp, cho con bớt khùng lại. À, cõi âm mà đi theo phá thôi, đừng phá, theo phù hộ anh bé đi, cho anh bé làm ăn có lộc có tài nha, cho nhóm Hương Trần làm ăn có lộc có tài nha, được nhiều người yêu mến. Bồ câu ơi, bồ câu ơi, bồ câu mở bự lên đi, không bắt ngọt đâu. Bé có khi nào bắt chim lần nào chưa bé? Rồi, bay đi con. Bay sao đi? Bay đi con. Ra ngoài nè. Ra ngoài đi thả nè. Bay chỗ bay. Thả luôn. Thả con nữa. Rồi thả chim phóng sanh tích phước tích đức để cho anh bé ảnh bớt bệnh bớt hoạn lại, bớt khùng lại ha cả nhà ha. Ở hoàng thượng em đó chứ không đừng bớt khùng lỡ. Rồi bay đi rồi, một con bay đi rồi. Ôi ổng thích một câu nè. Rồi còn con nữa cả nhà. Đứng ở đây ba dính quá, quay qua bà coi. Quay qua thả cho nó đi đi. Đi đây giả phụ cho. Giả chồng ơi, giả phụ hợp cho chồng ơi. Rồi bay nè cả nhà. Đó, bồ câu bay đi. Rồi, quăng muối gạo rồi đi, đốt giấy tiền vàng bạc rồi lên. Rồi. Khuôn mặt của mày về lãnh muối gạo à, nha. Rồi, đốt nè, đốt nè. Nè đốt đi nè. Đốt đi. Nè, đốt đi nè. Nè giá đốt đi cầm cho. Nè quẹt nè. Để tay đốt đi để đốt đi. Rồi về lãnh với tiền vàng bạc đi âm ti khuất mặt khuất mài, lãnh với tiền vàng bạc phù hộ cho anh bé tai qua nạn khỏi bớt khùng lại. Bé cúng cái này xong rồi anh bé tỉnh người liền. Bụi sách ra. Đi đâu có cây anh? Suối vậy. Suối vậy người. Nói cầm luôn quý. Mày cầm luôn. Tay. Ờ lấy nhà đó đó. Quý hay quá quý ơi. Dạ quý 52 tuổi rồi bà uống hai. Quý 52 tuổi rồi. Ờ hoàng thấy hoàng thượng đó cũng có hồn rồi ha. Được. Cúng cho nó. Rồi tỉnh rồi mọi người ơi. Tỉnh rồi. Ôi, cô Hùng ơi, ra rồi, cô Hùng ra rồi. Tỉnh rồi. Cảm ơn ai? Em cảm ơn chị, anh vợ, em với mọi người nha.
chúc mọi người dân sự thành công, cảm ơn có tài ăn ngoài cũng hát nhạc đây. Chào mừng xuân mới, xuân nơi an vui hạnh phúc muôn nơi, gió thanh mình chào xuân đến rồi, yêu ơi tình trạng cũng nó xuân ra đường. Đỉnh này không cúng nó chỉ là của thấy một câu hả? Tạm biệt. Chưa kết thúc chương trình trò chơi đến đây là hết. Bye bye, see you again. Mai mốt gặp lại nghe chị anh giỏi yêu như vậy. Mốt qua chị anh đi võ có về Việt Nam là anh bé anh cúng lại cho anh võ ha. Cũng cúng tâm tay lại ngược lại. Trời ơi, vợ mới cúng vợ lại kìa. Thôi xong rồi khỏe phải không? Trời ơi, mà bởi vì bé cúng có phải không? Ôi chồng với vợ con nhận đồng hành quá biết cúng rồi không? Biết cúng. Ủa một câu kìa, ủa con mới tiêu rồi hả nó ba kìa. Ôi hai con còn trên nè, nó đậu nó chưa có đi. Con to mới tiêu rồi. À, hai con nó đậu chưa? Ba về chùa. Ba về chùa. Có khi nào ủa ba con mà chứ còn con. Ba con bay đi rồi. Con bay đâu rồi trời? Còn con ở trong quần tiễn tử nữa kìa. Con bay tiễn tử còn trong con kìa. Rồi trái cây đâu rồi trời? Trái cây mình chia ra ăn. Có hai bé ăn mình. Ở nhà nhiều lắm. Ủa cho mắt con hả mấy đâu ba. Tao đưa má ơi, má không còn. Má không xin mà má hỏi hoài vậy trời. Má hùng quá trời. Tao bay đâu tao bay mà để hỏi cái gì vậy? Ba gì đó ơi, ba gì. Chim mắt con. Công chúa đang kiếm chim cả nhà ơi. Còn con trong quần kìa. Anh bé anh cho lọc lá nha, cái này cho lọc lá. Cho hơn chừng cầu vừa đủ xài. Rồi, trái lê. Trái bơm. Trái bơm. Dạ, đá tạo hoàng thượng, đá ăn sủng. Quý hồ, quý dạ hồ quá. Dạ hồ, dạ hồ lắm. Dạ hồ lắm, dạ hồ. Chơi hoàng hậu. Trời ơi, hoàng thái hậu. Thái hậu. Còn hai trái. Tự ăn đi. Thôi nói giỡn chứ trả lại cho anh bé anh ăn đi. Hơn chừng cũng không ăn. Hả? Không biết đâu quý không trả lại hả? Trả lại cho anh bé anh có ăn không? Trả lại anh ghẹo anh đây. Trả lại cho công chúa, trả lại cho hoàng thượng kìa. Nè vợ trả lại cho chồng nè. Thôi à, bây giờ không ăn. Ở nhà chắc ơi nhiều lắm. Cho chồng ăn cho cùng giữ sức khỏe ra làm với vợ. Có sức khỏe với vợ làm. Đúng rồi, nhớ ăn nha, giữ sức khỏe làm với vợ nha. Để nghèo hả? Ok. Để nghèo. Ăn nha, giữ sức khỏe làm với vợ bị nghèo nè. Ủa chị Thảo giờ mới ra vậy? Ơn chừng kết thúc clip đây. Cảm ơn chị Jenny Võ rất là nhiều hôm nay phát tâm rồi cúng tâm tay cho anh bé. Chúc mọi người dồi dào sức khỏe nha. Mọi người thương mến thì ủng hộ kênh Hơn Trần cũng giống như nhóm Hơn Trần mua hàng ha. Ngày mai nhóm Hơn Trần đi làm thiện nguyện rồi. Thôi mọi người vô chào một cái nè. Rồi nhé, em chào cả nhà. Nhà ủng hộ quý nha. Trong nước ngoài, nước cả thế giới nha. Bây giờ xuống ba mới đi về nha. Bye. Ủng hộ bằng cách kết nối với Hơn Trần ha. Ai mua hàng gì ủng hộ. Số điện thoại của Hơn Trần là 0368 493 454. Đó, Zalo, điện thoại gì Hơn Trần cũng nhận. Quý nha. 24/24. Lên phát triển lên nha. Hơn Trần quý đi bỏ nha, quý tập thể dục á. Thôi, dành chở kìa. Thôi. Đi về tắm. Rồi thôi, Hơn Trần kết thúc clip đây mọi người.